Mến chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với dự án La Home. Và hiện nay dự án của chúng ta đang trong quá trình xây dựng với tổng quy mô lên đến 100 hectare, mặt độ xây dựng 30%. Và Tấn cũng vừa mới đi tiếp khách ở tại dự án La Home này về để quay flycam cập nhật tiến độ đến cho quý anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở đang quan tâm đến dự án La Home. Dự án La Home của chúng ta có tổng số lượng căn lên đến 3.750 căn, trong đó chúng ta sẽ triển khai 6 phân khu cho 6 đợt triển khai bán hàng ở tại dự án này. Và hiện nay theo ghi nhận thực tế thì đang trong quá trình hoàn thiện về mặt cơ sở hạ tầng ở tại thực tế của dự án, cùng với đó là đường Lương Hòa rộng 60m cũng đang trong quá trình xây dựng. Và về cơ sở hạ tầng của chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa cuối năm 2025, và trong thời gian đầu năm sau là chúng ta sẽ hình thành những ngôi nhà ở tại dự án này. Và cái phân khu đầu tiên sẽ được triển khai mở bán đó chính là phân khu La Son, có tổng số lượng căn là 375 căn với 10% số lượng căn của dự án cũng như là quỹ đất của chúng ta có tổng quy mô hơn 100 hectare. Thì dự án này của chúng ta có pháp lý tương đối đầy đủ và chúng ta sẽ mua và thanh toán theo tiến độ cho chủ đầu tư. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ngân hàng OCB là ngân hàng bảo lãnh và cho vay dự án với mức cho vay 40%, hỗ trợ gốc lãi 0% đến tháng 8 năm 2026. Và hiện nay theo ghi nhận của Tấn cũng như là những anh chị đang quan tâm tìm hiểu dự án này thì chúng ta sẽ có 6 cho đến 8 đợt thanh toán và hỗ trợ rất là tốt từ phía bên chủ đầu tư cũng như ngân hàng OCB để phục vụ cho nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở quan tâm đến dự án này. Và dự án của chúng ta sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2026, thì chúng ta sẽ có những cái đợt thanh toán như sau. Đầu tiên các anh chị chúng ta sẽ booking đặt chỗ có hoạt lại, trường hợp các anh chị chúng ta không mua nữa thì chúng ta sẽ booking là 30 triệu các anh chị nhé. Và sau đó các anh chị chúng ta vào cái ngày mà mở bán, các anh chị chúng ta chọn được căn ơn ấy thì chúng ta sẽ thanh toán 10% bao gồm tiền đặt cọc 30 triệu. Và sau đó trong vòng 1 tháng thì các anh chị thanh toán 10%. Sau đó 1 tháng sau các anh chị chúng ta sẽ thanh toán 10%. Đó, thì khỏi như vậy thì sau đó cứ mỗi 2 tháng sau thì các anh chị chúng ta thanh toán 5%, đó là thanh toán chuẩn. Chúng ta thanh toán tối đa cho đến khi nhận nhà, tức là vào tháng 8 năm 2026 thì chúng ta mới thanh toán chỉ duy nhất 70% thôi. Và cái thời điểm nhận nhà thì chúng ta sẽ có thông báo nhận nhà thì các anh chị thanh toán 25%. Còn 5% cuối cùng thì khi mà các anh chị chúng ta nhận sổ hồng mà chúng ta sẽ thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư. Đó là chính sách thanh toán đầu tiên, thanh toán chuẩn. Thanh toán thứ hai, các anh chị chúng ta sẽ được hỗ trợ từ phía bên ngân hàng trường hợp các anh chị chúng ta có nhu cầu vay. Đó chính là ngân hàng OCB các anh chị nhé. Ngân hàng OCB của chúng ta sẽ hỗ trợ vay 40% không gốc không lãi trong vòng 24 tháng đến tháng 8 năm 2026, đó chính là cái thời điểm bàn giao nhà. Chúng ta sẽ thanh toán như sau. Đầu tiên các anh chị chúng ta đặt chỗ booking là 30 triệu có hoàn lại trường hợp các anh chị chúng ta không mua nữa. Sau đó khi mà các anh chị chúng ta chọn được căn thì chúng ta sẽ thanh toán 10% trong vòng 7 cho đến 10 ngày bao gồm 30 triệu đã đặt chỗ cũng như booking trước đó. Sau đó trong vòng 1 tháng thì các anh chị chúng ta thanh toán 10%. Và sau đó 1 tháng sau các anh chị thanh toán 5%. Nghĩa là các anh chị chúng ta có số vốn ban đầu là 25%. Ví dụ một căn 3 tỷ, nhà phố ngang 5 dài 16 thì các anh chị thanh toán là có vốn có sẵn là 750 triệu. Trong vòng 3 tháng là các anh chị chúng ta phải thanh toán 750 triệu các anh chị nhé. Sau đó thì ngân hàng OCB sẽ vào hỗ trợ giải ngân và hỗ trợ không gốc không lãi trong vòng 24 tháng là khoảng 40%. Là theo quy định thì người Việt Nam của chúng ta thanh toán ở một dự án để hình thành nhà trong tương sẽ hình thành nhà trong tương lai thì tối đa 70% thôi. Chính vì như vậy thì bao gồm cái số tiền các anh chị mình có sẵn là 25%, còn với đó là
40%, 45% từ phía bên ngân hàng hỗ trợ cho vay không gốc không lãi, thì tối đa là 70% rồi đúng không ạ? Và vào cái thời điểm bàn giao nhà thì các anh chị thanh toán 25% và 5% còn lại thì chúng ta sẽ thanh toán khi nhận sổ hồng. Đó là chính sách thanh toán thứ hai dành cho những anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu những sản phẩm ở đây mà chúng ta mua vay. Thì theo cái quan điểm của Tấn thì các anh chị chúng ta cũng nên mua qua ngân hàng thì nó sẽ tốt cho các anh chị. Trường hợp các anh chị chúng ta đang có dòng tiền sẵn thì chúng ta thanh toán nhanh để chúng ta sẽ hưởng mức chiết khấu lên đến 15% trên số tiền trả trước. Rồi hiện nay dự án của chúng ta đang trong quá trình xây dựng rất là khẩn trương, và Tấn cũng thường xuyên ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuống ở tại Long An để mà tư vấn hỗ trợ khách hàng ở tại Sao Bàn cũng như thực tế dự án. Thì bản thân Tấn cũng có xe ô tô để mà di chuyển lên xuống cũng khá là thuận tiện, thời gian di chuyển cũng hơn 1 tiếng đồng hồ. Trường hợp các anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án La Home thì hãy liên hệ đến số hotline 0932048567. Phòng kinh doanh của dự án La Home luôn sẵn sàng đón tiếp và tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở. Những sản phẩm này có thực sự phù hợp với các anh chị chúng ta hay không thì các anh chị chúng ta hãy dành một ít thời gian chúng ta tìm hiểu và đi đến tham quan thực tế của dự án. Chúng ta chọn cho mình những căn ở vị trí đẹp nếu mà các anh chị chúng ta đang cảm thấy rằng đây là một dự án phù hợp với nhu cầu tài chính cũng như là tiêu chí đầu tư của các anh chị. Còn trường hợp các anh chị chúng ta chưa cảm thấy phù hợp thì bản thân Tấn cũng như là những cái bạn chuyên viên kinh doanh đang hỗ trợ các anh chị chúng ta tìm ra những cái sản phẩm phù hợp á, thì các anh chị chúng ta cứ mua. Quan trọng nhất là phù hợp vì nhu cầu tài chính cũng như là tiêu chí đầu tư của các anh chị. Và tôi là Thành Tấn, nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi và mến chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và sớm chọn cho mình những cái bất động sản ưng ý, phù hợp, an toàn và có khả năng sinh lời cao. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo.